Giá gia cầm hôm nay ngày 20 tháng 9, giá gà công nghiệp giảm, giá vịt thịt miền Bắc vẫn ở mức cao. Chia sẻ thông tin giá gia cầm hôm nay ngày 20 tháng 9, chúng tôi thấy giá gà công nghiệp vẫn có dấu hiệu giảm, trong khi đó, giá vịt thịt hôm nay tại các vùng miền Bắc vẫn đang ở mức cao. Giá vịt hôm nay, vịt miền Bắc được giá. Theo nhiều thương lái, giá vịt bơ dòng cherry bán tại các vùng Hà Nội, Hà Nam, Bắc Ninh cao nhất đạt 50.000 đồng mỗi kg. Giá vịt bầu lai loại đẹp bán tại trại cuốn đàn loại đẹp trên 2,3 kg mỗi con đạt từ trên 51.000 đồng mỗi kg, tỷ lãi. Tại các vùng phía Nam, giá vịt siêu thịt bán tại trại ở các vùng Đồng Nai, Long An, Bến Tre đạt trên 40.000 đồng mỗi kg. Tại các vùng miền Trung, giá vịt bơ loại trên 3,4 kg mỗi con, cánh đẹp bán buôn trên 50.000 đồng mỗi kg, tùy trại. Giá vịt xiêm bán trên dưới 60.000 đồng mỗi kg. Giá vịt trời bán được từ 80.000 đồng đến trên dưới 90.000 đồng mỗi kg. Giá vịt siêu trứng bán thương phẩm từ 60.000 đồng đến 75.000 đồng mỗi kg. Giá ngan trắng thịt trên 4 kg con bán từ dưới 62.000 đồng mỗi kg. Giá gà hôm nay, gà công nghiệp có dấu hiệu giảm nhẹ. Khảo sát giá gia cầm hôm nay ngày 19 tháng 9, chúng tôi thấy giá gà công nghiệp bán tại các trại miền Bắc vẫn có xu hướng giảm. Cụ thể Giá gà lông trắng loại đẹp trên 3kg con bán tốt được trên 32.000 đồng mỗi kg. Giá gà trắng loại trên 3,4kg mỗi con bán cao nhất được khoảng 36.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta lạc thủy bán từ 92.000 đồng đến 95.000 đồng mỗi kg. Giá gà mía bán cho thương lái từ 87.000 đồng đến 93.000 đồng mỗi kg. tùy loại, có chạy bán được 95.000 đồng mỗi kg lại giá gà ta lò bán trên dưới 90.000 đồng mỗi kg. Giá gà thả vườn loại trên 5 tháng ở các vùng Đồng Nai, Bình Phước, từ 75.000 đồng đến 85.000 đồng mỗi kg. Giá vịt giống hôm nay, ông Phạm Văn Ngọc, chủ cơ sở kinh doanh vịt giống cho hay. So với thời điểm các tháng trước, giá vịt giống hôm nay vẫn đang ở mức cao. Giá vịt bơ giống tại các công ty loại một ngày tuổi bán được khoảng trên 20.000 đồng mỗi con. Giá vịt bầu bán từ 20.000 đồng đến 21.000 đồng mỗi kg cách nhận biết thịt gà, thịt vịt bị bơm nước. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Hợi, một thương lái phân phối hàng gà, vịt móc ở các vùng miền Bắc cho hay, hiện giá gà, vịt sống đang ở mức khá cao, hàng khan nên có thể tại các lò, các chợ mặt hàng này bị bơm nước để tăng trọng, đẹp mã. Theo ông Hợi, để phân biệt gà, vịt bị bơm nước khá dễ. Theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi thì khi đi mua mọi người cần lật cánh gà, vịt kiểm tra kỹ dưới nách nếu bị tiêm bơm nước sẽ có một chấm đỏ nhỏ, xung quanh vết nước phồng lên có màu đen, để một thời gian, màu đen sẽ phát tán rộng ra, ông hợi thông tin. Phân biệt thịt gà và thịt vịt đã bơm nước với thịt nguyên bằng cách khi ta vỗ vào sẽ có tiếng kêu bình bịch thì đó là thịt đã được bơm nước, dưới da thịt gà hoặc thịt vịt bơm nước nếu lấy tay ấn vào, sẽ có cảm giác trơn hơn so với bình thường. Nếu muốn phân biệt thịt gà và thịt vịt đã bơm nước hay không cách đơn giản nhất khách mua chỉ cần lấy tay ấn vào vùng ước bụng gà, vịt, nếu hàng có bơm nước, màng da sẽ bị rách, nước chảy ra ngay, ông Hợi tiết lộ. Để mua được những con gà khỏe mạnh, không có bệnh, ông Hợi lưu ý các thượng đế không mua những con gà có màu tái hoặc tím bầm, ủ rũ, mỏ chảy nước rãi, mắt lờ đờ, cánh xệ, dáng vẻ mệt mỏi, đầu lúc nào cũng chúi xuống dưới. Ông Hợi cho biết thêm, khi mua chúng ta không nên chọn những con gà da nhăn nheo, thân gầy gò, ức chơ xương lông sơ xác đặc biệt những con gà chân lạnh, khô, hậu môn trắng bạch hoặc đỏ, chảy nước hoặc hay có phân dính xung quanh nên tránh vì đó là những dấu hiệu của gà bị bệnh. Đối với việc chọn mua vịt, ông Hợi cho rằng, mọi người nên hạn chế chọn vịt non vì thịt sẽ nhão, không săn chắc và rất tốn thời gian để nhổ lông tơ, lông măng. Khi mua bà con cần quan sát những con vịt non sẽ thấy có mỏ to và mềm, còn vịt già, bạn quan sát kỹ sẽ thấy nó có mỏ nhỏ và cứng.